Rồi, chào tất cả các bạn à. Mì vô quá yếu các bạn ơi. Một con đế tìm. Chà, cũng đẹp đấy nè. Nhìn lửa rồi đây. Nướng gì? Khô. Hả? Nướng khô. Khô hả? Ừ. Mấy lon vậy? Đó, người đủ tao uống thôi chứ. Mày mày ăn màu tao uống thôi. Cho đó ai cho đây? Dính ngọn cây lâu chút. Kêu đứt nữa cũng không đứt luôn. Còn là quá cao. Ủa vậy mà có gió trên hả ta? Dưới gió quá yếu. Dữ hả? Dữ giống dữ ăn thận vậy ta, không thận. Con dữ này cái màu của thịt dữ anh luôn á. Anh làm có cái vậy nè. Phải không? Hai sọc xanh giữa phải không? Làm con y vậy đó. Đó lên rồi đó. Đó lên rồi đó nhà. Đừng có gió ngon người ta. Cao không á? Đi đều cao hả? Bây giờ mình dốc lên đi bạn, đi chịu quá. Cao quá, múa rồi. Chị thống bay bây giờ. Mới này bên chi anh Bành? Mới này bên chi ạ? Đó, dây thả gì hết coi đó. Vô đây bắt nước rồi. Cái gió bay luôn đó. Bay luôn chứ sao? Không có thứ 16 thả gió bức gì? Thứ 16 thả gió bức nhầm ta. Dông. Mày dông thì có. Quá tiêu lên ghê hả? Cái trái con mừng đó. Còn kia bé hình giấy trái tiêu. Có phiên bản con bạc ráo luôn mà. Kiểu nào phải muốn luật sư đâu quá. Này nhân quay giờ thiết kế một giấy khác nữa chứ. Ai bẻ trái tim? Đó. Đó dễ bẻ. Không như là mà điều thành bẻ xấu thì ba bẻ hơn hơi nhỏ quá. Cái tim dễ bẻ đâu khó. Dễ khó không nói mà, nhưng mà mình làm cái bản quyền này á, nó anh đâu phải nó lấy cái bản quyền mình đó chứ, chứ đâu phải nói khó làm dễ làm. Bản quyền anh có bỏ tiền ra chứ, anh mua bản quyền chưa?
không phải, nhiều không phải đẹp lắm. Không, bữa em cũng đói nè. Cái tiệm bẻ nguyên cục kẽm bự, dở tiền. Thằng đó đăng lên tôi thấy rồi. Mà anh có bản quyền đi mua chưa? Nói chơi vậy mà. Tôi muốn luật sư, tôi lấy bản quyền lại được. Muốn luật sư thưa tụi này mới được. Cái này mua con viện thiệt không? Nó bẻ của nó hay ai bẻ giống nó là quỷ bỏ nhiều đó. Bao mạng thiệt mà, phạt mà. Quấn bộp đầu à. Có bao quyền đi mất phạt. Thì có con quyền đó nó mua luôn đó. Phải tiền biết bao nhiêu tiền không? Gió trên ngon quá ta. Gì đâu. Dạ. Ê. Gì cho hiệp hội, cho hiệp hội. Chắc tiêu diệt mày quá, nhóc kia. Đập gì đùng đùng. Đang làm đường. Chết nó đều đúng rồi tôi ơi. Ủa có nên sợ ông qua thấy nó nghe tôi nghe hụt cầm dèo theo luôn ấy. Nhỏ con hả cầm dèo rồi đúng tới cổ quá luôn à. Trời. Nóng lạnh 2 mét á. Đừng nghe nói cái đụ lắc xe xe đi. À hôm qua nhỏ nó nói cầm dèo này đó. Thì người tôi cũng đi nhà. Chẳng mua hả? Mua nhiều hả? Cái gì đi? Chạy ra con. Đừng chạy ra đấy, chết con. Đáp cho tiền boy chứ không. Đâu có gì. Đâu, thôi thôi. Đừng có đâu có đây. Thôi thôi. Đâu ra nó lần khó vậy đó. Dẹp dẹp. Đi. Chưa có gì không dạ. Cửa sau à, cửa sau là cháy dữ lắm à. Thang, thang dữ lắm à. Có tiếng ngà bữa nào? Có tiếng ngà bữa nào? Mấy giờ về? Thấy Phật khói hết rồi. Lên. Thảo vô được rồi. Gió trên ngon quá tơ. Trên nhiều bay đầm ghê. Trên điệu quá tơ. Trên ngon chứ. Vô dư luôn kìa cà, vô dư luôn kìa. Đi chú Bình đâu rồi? Nhà không thấy gió gì hết. Con này sao nó bay không nổi trời, lạ xa không hả? Con lên được 3 con ngon rồi nè. Con
cháy rồi. Đó sao muội chửi ông mà ông quýnh muội, sao ông chửi ông Sơn? Ông cũng quýnh tao. Ông có dám quýnh ông đâu. Thôi đút qua cái đó vô chi. Cháy rồi. Hồi bữa muội chửi đủ má mà muội ăn mấy cây đầu luôn bông bông bông. Hồi nãy kêu ta đừng đốt bây giờ mày cái này đốt. Nãy giờ nhỏ mới rồi. Trời củi sao này mà cháy vậy thôi than cái cây luôn. Kiếm cây hơi bự bự lên mình đó. Lon à, tôi nhậu lon à. Tôi làm lon à. Rồi lửa cháy lên là có gió nha. Lửa nổi lên là có gió đó. Rồi. Trời nhiều quá trời. Cầm con diều gì bổ xuống người coi vậy. Cầm con diều dòm thấy bắt rung vậy. Nguyên cái bộ xương thấy ghê vậy. Trời. Cái này là phải lập cái đầu ở đây nè. Của ai ghê vậy? Ừ. Dòm đi xa xa mà lại còn ngộ. Dòm thấy tưởng đầu tấm phim ít quang chứ. Rồi thả thử coi. Bay không? Quá bự 2 mét. Nhỏ con, nhỏ con mày thả con diều gì mà thấy rung vậy? 2 mét 1. Đi cầm diều, cầm con diều. Bỏ luôn hả? Gió tới đó. Rồi video quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Chiều nay lại có gió ngon chứ. Các bạn nha.